Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng và các thành viên trong Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tham dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Theo đó, nghị quyết đề ra mục tiêu đến năm 2030, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển năng động, nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, có khả năng chống chịu cao với thiên tai dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ hợp tác quốc tế lớn của cả nước với các khu kinh tế ven biển và hệ thống đô thị ven biển đạt chuẩn quốc gia và khu vực, là cửa ngõ ra biển của vùng Tây Nguyên và nước bạn Lào. Tầm nhìn đến năm 2045, Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là vùng phát triển nhanh, bền vững, mạnh về kinh tế biển, có một số trung tâm công nghiệp dịch vụ hợp tác quốc tế lớn ngang tầm khu vực châu Á với các khu kinh tế ven biển hiện đại, hệ thống đô thị ven biển thông minh, bền vững, có bản sắc riêng, thân thiện với môi trường, có khả năng chống chịu cao với thiên tai dịch bệnh và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Xuyên suốt giai đoạn 2030-2045, nghị quyết cũng đề ra mục tiêu vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ là nơi có giá trị văn hóa lịch sử và hệ sinh thái biển đảo rừng được bảo tồn và phát huy. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh và chủ quyền biển đảo được bảo đảm vững chắc, các tổ chức đảng, hệ thống chính trị vững mạnh, khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường. Tham luận tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, nghị quyết lần này là một văn kiện có ý nghĩa rất quan trọng, thể hiện tư duy và tầm nhìn, định hướng chiến lược của Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm tạo sự chuyển biến có tính đột phá trong chiến lược phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cũng như các địa phương trong vùng. Qua nghiên cứu, nghị quyết nêu ra 7 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu, trong đó thành phố Đà Nẵng có vai trò phát triển trở thành trung tâm của nhiều ngành, lĩnh vực của vùng, đặc biệt là trở thành trung tâm tài chính quy mô cấp vùng. Hiện nay, thành phố cũng đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng phát triển Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính cấp vùng theo định hướng của nghị quyết. Theo đó, đề án Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng được xây dựng trên cơ sở những lợi thế cạnh tranh của thành phố như có vị trí địa lý và khả năng kết nối thuận lợi, sở hữu nhiều điều kiện tốt về hạ tầng đô thị, chất lượng môi trường sống, được định hướng trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, có nền tảng và lợi thế hạ tầng đủ để hình thành một trung tâm công nghiệp, công nghệ tài chính, fintech, có quỹ đất sạch khá lớn, hiện nay đã chuẩn bị khoảng hơn 6 hectare và có khả năng mở rộng lên thành 62 hectare được quy hoạch phục vụ cho việc thiết lập khu vực tài chính với các điều kiện về vị trí kết nối hạ tầng thuộc loại tốt nhất của thành phố. Kính đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm ủng hộ chủ trương và chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét các kiến nghị của thành phố về các cơ chế chính sách đặc thù để tạo cơ sở chính trị pháp luật cho việc xây dựng và sớm hình thành các dịch vụ tài chính chất lượng cao tại Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói riêng. Kính đề nghị các ban bộ ngành trung ương tích cực hướng dẫn các địa phương trong vùng trong việc triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết 26, trong đó quan tâm xem xét ủng hộ những đề xuất về cơ chế chính sách đặc thù để tạo ra những nguồn lực đột phá cho các địa phương trong vùng nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân, toàn quân trong phát triển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ để sớm đưa nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng về phát triển kinh tế vùng. Tổng Bí thư cũng đã làm rõ thêm về tầm quan trọng của việc ban hành nghị quyết trong giai đoạn hiện nay. Theo đó, việc ban hành nghị quyết 26 nhằm tạo tiền đề, nền tảng để xứng đáng với vị thế, vai trò của vùng và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới của đất nước. Phải nhận thức thật đầy đủ và sâu sắc hơn nữa vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của vùng, cũng như mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển vùng, nắm thật vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo,
lần này mà Bộ Chính trị đề ra, những công việc phải làm để trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm của toàn vùng, của từng địa phương trong vùng, cũng như của cả nước, các cấp, các ngành, từ trung ương đến địa phương. Phải xác định rõ đây là trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị, chứ không phải chỉ là nhiệm vụ riêng của vùng và các địa phương trong vùng. Là trách nhiệm của trung ương, của các ngành. Đồng thời, phải nhận thức thật đúng và giải quyết thật tốt mối quan hệ giữa phát triển vùng và phát triển chung của cả nước. Cả nước vì vùng và vùng phải vì cả nước. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của vùng và liên kết vùng. Liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo, dẫn dắt sự phát triển của toàn vùng và từng địa phương trong vùng. Tổng Bí thư đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan đơn vị trong toàn hệ thống chính trị của các địa phương trong vùng cần khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động, chương trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, nghị quyết gắn với tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các tỉnh thành trong vùng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng rằng cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang cùng với các ban, bộ ngành trung ương và cấp ủy, chính quyền các cấp trong cả nước nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 26 ngày 3 tháng 11 năm 2022 của Bộ Chính trị, tạo bước chuyển biến mới có tính đột phá trong việc phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh của vùng.